Theo thông tin của đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cho đến nay có khoảng 700 công dân Việt Nam đang ở khu vực tạm thời an toàn. Bộ ngoại giao và các cơ quan của Việt Nam đang nỗ lực triển khai công tác bảo hộ công dân. Ngày 23 tháng 11, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin của đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cho đến nay có khoảng 700 công dân Việt Nam đang ở khu vực tạm thời an toàn và nhiều trường hợp khác đang chờ xác minh thông tin. Ngay từ khi nhận được thông tin vào cuối tháng 10 năm 2023, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar làm việc với các cơ quan chức năng Myanmar, đề nghị phía Myanmar đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cơ bản cho công dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển công dân Việt Nam ra khỏi khu vực giao tranh bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam tại myanmar trung quốc cũng đã phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin với các cơ quan đại diện nước ngoài có công dân tại khu vực này làm việc với các cơ quan chức năng trung quốc đề nghị hỗ trợ việt nam trong công tác bảo hộ công dân bộ ngoại giao đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn và triển khai phương án sơ tán công dân trong thời gian sớm nhất trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với đầu mối công dân Việt Nam tại khu vực lánh nạn, chuẩn bị sẵn sàng triển khai công tác bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân về nước sau khi thống nhất phương án di chuyển an toàn. Hôm 13 tháng 11, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cho biết, những ngày qua tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Bộ Ngoại giao cũng đã khuyến cáo công dân Việt Nam không nên hoặc tránh đến khu vực Bang San, Kayin và Rakhine của Myanmar nếu không thực sự cần thiết. Công dân đang ở các bang này cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam, thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao. Giao tranh của quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân nổi dậy đã bước sang tuần thứ tư và vẫn tiếp tục lan rộng gây nhiều hậu quả. Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tình hình giao tranh khốc liệt khiến tổ chức này khó có thể xác nhận số trường hợp thương vong, trong khi đó hàng chục nghìn người dân Myanmar đã phải lánh nạn sang các quốc gia láng giềng. Vùng biên giới Myanmar là nơi cư trú của nhiều nhóm vũ trang sắc tộc đã xung đột với chính quyền trong nhiều thập kỷ để giành quyền khai thác tài nguyên. Từ cuối tháng 10, liên minh ba lực lượng nổi dậy đã tiến hành tấn công quân đội Myanmar tại Bang San ở phía đông bắc giáp danh với Trung Quốc, giành được một số thị trấn khiến ít nhất 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cắt đứt các tuyến đường thương mại Liên minh nổi dậy cho biết, tới nay họ đã chiếm giữ hơn 100 tiền đồn quân đội. Các thị trấn ở vùng Sagain thuộc miền trung Myanmar và nằm về phía tây bang San cũng bị tấn công. Chính quyền quân sự của Myanmar chưa bao giờ đối diện với thách thức lớn như vậy từ các cuộc nổi dậy đang diễn ra. Giao tranh có thể càng đẩy Myanmar dấn sâu hơn vào bất ổn và bạo loạn. Hôm 20 tháng 11, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết, nước này đã tạo điều kiện cho những người dân Myanmar đang tháo chạy khỏi các điểm nóng xung đột có thể quá cảnh vào nước họ. Cuộc xung đột giữa quân đội chính quyền Myanmar với các nhóm vũ trang dân tộc ở bang San, giáp biên giới Myanmar-Trung Quốc, đang có nguy cơ lan rộng và trở thành điểm nóng mới thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Bạo lực dẫn dắt bạo lực. Với nhiều thập niên đối phó với tình trạng các phe sắc tộc nổi dậy, chính quyền quân sự Myanmar của nhà lãnh đạo Min Aung Hlaing về lý thuyết có khả năng dập tắt các mối đe dọa tại biên giới. Tuy nhiên, diễn biến gây sốc đã xuất hiện. Quân đội Myanmar hiện mất quyền kiểm soát ở nhiều địa bàn sau cuộc nổi dậy tưởng như không quá lớn. Sáng sớm ngày 27 tháng 10, liên minh ba anh em gồm đội quân dân tộc Arakan, đội quân liên minh dân chủ quốc gia Myanmar và quân đội giải phóng dân tộc Taang đã phát động cuộc tấn công tại Bang San phía bắc Myanmar, gần biên giới Trung Quốc. Cuộc nổi dậy có tên là Chiến dịch 1027, lấy theo cột mốc ngày chính thức nổ súng. Liên minh các nhóm vũ trang trên sau đó đã thông báo chiếm được một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối Myanmar với Trung Quốc, trong khi quân đội Myanmar đáp trả bằng các cuộc không kích. Đáng chú ý, cuộc nổi dậy của liên minh ba anh em nói trên dường như đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Theo nhận xét của ông Thomas Kane, chuyên gia về Myanmar tại tổ chức phi chính phủ chuyên gia giám sát cuộc xung đột toàn cầu International Crisis Group, ông Kane nói với đài France 24, những chiến thắng này theo cách nào đó đã khuyến khích các nhóm vũ trang tại Myanmar. Ngay trong ngày, liên minh ba anh em đã tấn công bang San, quân giải phóng quốc gia Karen đột nhập văn phòng quân đội tại bang Kayin, phía nam San. Ngay lập tức, Chính phủ Thống nhất Quốc gia, một tổ chức được thành lập sau vụ chính biến tháng 2 năm 2021, đã khẳng định rằng quân đội quân sự của họ sẽ tham gia chiến dịch 1027. Vài ngày sau, quân đội Arakan, quân đội độc lập Kachin cũng đã chiếm một số đồn quân sự tại bang Kachin. Vào ngày 6 tháng 11, các nhóm nổi dậy tuyên bố kiểm soát thị trấn Kalin với 25.000 dân ở khu vực Sagaing. Một ngày sau, lực lượng nổi dậy cho biết đã kiểm soát thị trấn Khampat ở phía tây Myanmar. Đến ngày 13 tháng 11, một làn sóng tấn công được ghi nhận ở bang Rakhine. Nỗi lo bạo lực Báo chí quốc tế nhận định quân đội Myanmar đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ tháng 2 năm 2021, thời điểm họ nắm quyền kiểm soát Myanmar sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự và bắt giam các lãnh đạo Myanmar, bao gồm bà Aung San Suu Kyi. Hiện chính quyền quân sự đang chịu áp lực từ nhiều cuộc vây hãm khác ở các bang như Sagaing, Chin, Mon, Kachin và Kayin. Vào ngày 2 tháng 11, Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ khẳng định phản công lại phía Bắc Myanmar với hành động cần thiết nhằm đáp trả những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, khi cùng lúc phải ứng phó trên nhiều mặt trận, quân đội Myanmar bị cho là đang lộ ra những điểm yếu thay vì sức mạnh quân sự. Trong một số phân tích công bố tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Yemi Hohen ước tính quân đội Myanmar còn khoảng 150.000 quân nhân, bao gồm 70.000 chiến sĩ – và ít nhất 21.000 binh sĩ đã bị giết hoặc đào thoát. Điều này khiến Myanmar dù vẫn duy trì lợi thế từ vũ khí và các đợt không kích, nhưng lại không quá áp đảo trong các chiến dịch trên bộ, theo nhận xét của ông Ken. Giới quan sát cho rằng quân đội Myanmar sẽ không thể thua ngay lập tức, nhưng sự đáp trả của nhà cầm quyền nhiều khả năng chỉ đẩy Myanmar vào vòng xoáy của bạo lực. Tổng thống tạm quyền của Myanmar, Mi in Swe đã cảnh báo quốc gia Đông Nam Á này sẽ bị chia thành nhiều mảnh khác nhau, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của người dân, trong khi đó khả năng cộng đồng quốc tế can dự để đem lại ổn định cho Myanmar cũng không cao. Nhân tố được cho là có ảnh hưởng nhất tới tình hình của Myanmar hiện nay là Trung Quốc. Trong phát biểu ngày 20 tháng 11, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh sẽ giữ liên lạc với các nước liên quan để thảo luận về những bước tiếp theo sau khi đã hỗ trợ hơn 200 người Thái Lan sơ tán về nước thông qua đường Trung Quốc. 70 người đã chết. Sau các giao tranh xảy ra kể từ ngày 27 tháng 10 tại Myanmar, ít nhất 70 thường dân bao gồm trẻ em đã thiệt mạng, hơn 90 người khác bị thương và hơn 200.000 người mất nhà cửa theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Trước đó, hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN lần thứ 17 diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tại Jakarta, Indonesia. Ngoại trừ Myanmar thì Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đều tham dự. Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hỗ trợ cho Myanmar tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình hiện tại. Chính quyền quân đội Myanmar hồi đầu tháng 11 cho biết đã mất quyền kiểm soát ở một số thị trấn gần biên giới sau các cuộc giao tranh với các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang ở giáp biên giới Myanmar-Trung Quốc. Ông Subiano cũng khẳng định Indonesia với tư cách là chủ tịch ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy các tiến bộ cụ thể hướng tới một giải pháp hòa bình tại Myanmar. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố chung của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt bạo lực ở Myanmar, kêu gọi thực thi đầy đủ kế hoạch đồng thuận 5 điểm cho khủng hoảng ở Myanmar mà ASEAN đã thông qua vào năm 2021. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình ở Biển Đông, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Các nhà lãnh đạo quốc phòng ASEAN cũng nhắc lại cam kết thực thi bộ quy tắc ứng xử biển Đông COC mà Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí xây dựng vào năm 2002.